xin chào các em đã quay lại với kênh Sách Bút Duy. Và video ngày hôm nay thì chị sẽ chơi dán móng cho các em. Đây là bộ móng 3D nha, nhưng mà nó chỉ có giá là 5.000 đồng thôi ha. Không sợ mất thời gian hoặc là sợ tốn một nhiều tiền á thì chúng ta hãy sử dụng cái này nha. Còn bây giờ thì hãy xem chị dán móng như thế nào, nó có đẹp hay không ha. Đây, và ngón thứ hai là chị sẽ dán một đôi bông hoa màu hồng và màu xanh lấp lánh lắm trên tuyến. Đây, và ngón thứ ba là chị sẽ dán một bông hoa màu xanh. Chị sẽ dán một góc như thế này. Và một góc bên là chị sẽ trang trí thêm một cái bông hoa nho nhỏ. Ngón thứ tư là chị sẽ dán gì đây nè? Đã có hoa rồi mà bướm thì rất là thích hoa, cho nên chị sẽ dán một con bướm bướm nha các em. Một con bướm bướm màu đen. Xong rồi nha, và bây giờ chúng ta sẽ sang bàn thứ hai nào. Một bông hoa, một màu hồng, một màu đỏ. Màu đỏ chứng tỏ yêu các em giỏi giỏi. Ngón tiếp theo là một bông hoa hồng và một con bướm 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 bướm. Nhà ai mà bay qua tay chị Nguyên đây? Bả đẹp lắm, bả chưa quay mà bả dán móng bả trước rồi. Mới có một bàn tay à, tội quá, oan quá. Một bông hồng, quá hai bông hồng, người ta đang điếm bông hồng à. Ngón thứ tư chúng ta dán gì đây các em? Các em chọn xem nào. Chị Nguyên chọn đây nè. Dán cái nào nè? Đây, dành ưu đãi cho chị Nguyên. Chị Nguyên muốn chọn cái nào? Cái nào cũng được. Cái bông màu cam đi. Bông màu cam nho nhỏ hả? Màu cam nho nhỏ, nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Vì một cái đơn điệu quá cho nên chị sẽ đính thêm một cái hộp nha. Sẽ đính một cái hộp màu vàng, thêm một cái hộp màu tím tím. Và 10 ngón thì chúng ta đã dán hết 9 ngón rồi. Và chỉ còn ngón cuối cùng thôi. Ngón cuối cùng dán gì đây nè, dán gì đây nè? Một bông hoa màu xanh và cái cánh màu vàng đi ha các em. Xong rồi, vậy là chúng ta đã dán được 10 ngón tay những họa tiết nail 3D thật là xinh đẹp. Rất phù hợp cho các em đi đám tiệc, hoặc là có thể dán chơi nhà cũng được nè. Mấy em thấy sao, đẹp không? Đó, tất cả các mẫu hồi nãy vừa dán đều là shop đều có bán hết nha. Các em nhớ là liên hệ shop Bích Chibi qua số điện thoại 0937899707 để được đặt hàng. Chỉ 5.000 đồng thôi, chúng ta sẽ sở hữu được một bộ nail thật là hoành tráng và đáng yêu. Còn bây giờ thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau nhé.